Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với Tinh Hành TV. Hôm nay Hành xuống bếp làm món trứng sầu ớt Đà Lạt nha cả nhà. Chơi ớt thật sắc. Thì rất là tình mình nhỏ. Hàng xắt cái ớt này xong, tiếp theo hàng xắt xúc xích như cái gì. Xắt xúc xích. Sau đó Hằng đập một trứng hột kè. Hằng lấy chồng đỏ nha cả nhà. Rồi Hằng bắt lên một cái bếp. Chính mình dớt ra nha nha. Mình cho một miếng dầu nữa. Làm đầy ớt vào. Thank you.
làm chậm đều đó. Vui đi. Thằng đẩy hộp gà vô nha cả nhà. Sau đó thằng cầm nước tiêu. Ớt đó là xài xào với xúc xích nha cả nhà. Đây là món của Hằng đã chín, Hằng nhắc bếp xuống. Món ăn của Hằng đã xong, mà cả nhà cùng ăn với Hằng nha. Vừa nóng, vừa thổi, vừa ăn luôn. Hằng múc ra một miếng. Đây là xúc xích nha cả nhà. Còn đây là ớt Đà Lạt. Còn đây là trứng gà trồng đỏ. Chảo này thơm quá cả nhà, ngon. Ăn miếng ớt Đà Lạt nó giòn. Rất béo, bổ dưỡng. Này trẻ em mình ăn cũng được nha nha. Hằng ăn đã hết. Video của Hằng đến đây đã kết thúc. Mời cả nhà đón xem video tiếp theo của Hằng. Bye bye cả nhà.